Chào quý vị và các bạn, sự quan trọng trong công việc tuần tra an ninh là công tác không thể thiếu trong công tác quản lý tòa nhà. Đó là các công việc liên quan đến tiến hành kiểm tra các đối tượng trong mục tiêu như con người và tài sản, phát hiện các nguy cơ hiểm họa đang xảy ra hoặc còn tiềm ẩn, phát hiện các sai phạm của các đối tượng đang làm việc trong khu mục tiêu, đặc biệt là lực lượng bảo vệ của khách hàng, giải quyết xử lý sự cố, tư vấn báo cáo cho các đơn vị quản lý. Muốn thực hiện được việc này, sau đây xin giới thiệu tới quý vị và các bạn quy trình tuần tra tiến hành đồng bộ, bao quát cả bên trong và bên ngoài, đảm bảo việc kiểm soát được tình hình an ninh, địa điểm được phân công quản lý. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Trước hết, việc tuần tra bên trong là việc quan trọng trong di chuyển, quan sát kỹ các vị trí, khu vực trong lộ trình tuần tra. Bên trong là chi các khu vực nội bộ phía trong được quay che phủ kín như các phòng, hành lang, khu vực nhà xưởng, kho. Các khu vực này đặc thù là có thể xuất hiện các góc khuất hạn chế tầm nhìn, tầm quan sát gây ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả của quá trình tuần tra. Đặc biệt trong quá trình tuần tra ban đêm khi ánh sáng hạn chế nên nguy cơ xảy ra rủi ro là rất cao. Ngoài ra các khu vực bên trong còn có một số đặc điểm nữa là có thể chứa các tài sản, thiết bị, tài liệu, công cụ, dụng cụ, vân vân có giá trị, nên đây cũng là nơi quan trọng cần chú ý trong quá trình tuần tra. Muốn thực hiện hiệu quả tuần tra khu vực này cần chú ý các việc sau. Thứ nhất, cần trang bị các dụng cụ cần thiết trong quá trình tuần tra như gậy, đèn pin, áo phản quang, sổ, bút, máy chấm chip nếu có. Việc quan sát cũng cần cẩn thận để có thể phát hiện tốt các mối nguy hại. Trong việc di chuyển cũng cần khoan thai chậm và quan sát tốt lộ trình, tránh gặp các rủi ro vật cản trên đường tuần tra. Đối với công việc tuần tra bên ngoài là công việc liên quan tới việc tuần tra kiểm soát các khu vực ngoại cảnh xung quanh khu vực quản lý an ninh như đường ngoại cảnh, khu vực hàng rào bao quanh dự án, các bến bãi, vân vân. Khu vực này thường có đặc điểm ở ngoài trời rộng lớn nên khó kiểm soát. Một yếu tố cũng có ảnh hưởng nhiều tới công việc tuần tra bên ngoài, đó là yếu tố thời tiết, địa hình, địa vật. Vì khu vực này chịu ảnh hưởng tác động nhiều từ địa hình, địa vật, thời tiết tới hiệu quả công tác tuần tra. Cũng như việc tuần tra bên trong, tuần tra bên ngoài cũng cần trang bị đầy đủ các công cụ cần thiết, nhưng phải có thêm một số dụng cụ đặc thù như đèn pin chiếu xa, áo mưa, ủng, gậy, áo phản quang. Trong việc tuần tra khu vực bên ngoài hiệu quả cũng cần chú tâm nhiều tới lộ trình di chuyển, dự đoán quan sát kỹ lộ trình, tránh gặp các rủi ro bản thân cũng như quan sát tốt, kiểm soát rủi ro trong quá trình kiểm tra. Vì công việc tuần tra thực hiện chủ yếu là bên ngoài nên người nhân viên an ninh cũng cần chú ý nhiều tới yếu tố sức khỏe, cần được chăm sóc và rèn luyện để có thể đạt được sự minh mẫn, dẻo dai, đáp ứng tốt cho nhu cầu của công việc. Việc kết hợp tuần tra bên trong với bên ngoài cũng là một yếu tố cần thiết, mang lại sự chặt chẽ, logic, kiểm soát một cách toàn diện và chủ động trong công tác quản lý, từ đó mang lại hiệu quả cho việc tuần tra. Trên đây tôi vừa chia sẻ với quý vị kỹ năng tuần tra bên trong và bên ngoài hiệu quả khi tuần tra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình sau.